Gần 2 tuần đã trôi qua kể từ trận lũ quét và sạt lở đất do ảnh hưởng của cơn bão Yagi xảy ra tại xã A Lù, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Không chỉ thiệt hại về vật chất, mà có những gia đình chỉ sau một đêm đã mất đi toàn bộ người thân của mình. Trong những ngày qua, cùng với làm tốt công tác tìm kiếm người mất tích, chính quyền và cộng đồng đã hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần cho những gia đình thiệt hại nặng nề sau bão. Đây chính là động lực để người dân vượt qua khó khăn, tìm lại bình yên trong cuộc sống. Tôi đang đứng tại thôn Phìn Trải 2, nơi sinh sống của 46 hộ dân. Trận lũ quét lúc 2 giờ sáng ngày 8 tháng 9 vừa qua đã nhấn chìm toàn bộ 2 ngôi nhà cùng với 7 sinh mạng trong bùn đất. Phòng ngủ của em là ở đây. Còn ở đây là phòng ngủ của bố mẹ. Hôm ngày 7, em gọi điện cho bố mẹ là ở dưới đấy có bão to. Em cũng lo cho gia đình. Lần cuối là em gọi điện về cho bố mẹ thế thôi. Và cũng là lần cuối em gặp hai đứa con và bố mẹ. Không, bây giờ là sạt lở hết, trôi hết tất cả đi, em không còn giữ được cái gì luôn ạ. Những ngôi nhà tồn tại hàng trăm năm lại có rừng trúc, rừng vầu che chắn. Đây là lý do khiến nhiều hộ gia đình ở đây chủ quan, không kịp sơ tán trước khi lũ về. Bụi trúc trôi từ trên núi xuống, mắc kẹt ngay tại nơi từng là nhà của Thảo A Dê. Mất đi chỗ dựa tinh thần là bố mẹ do sạt lở đất, A Dê đang phải trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn. Khi em nhớ bố mẹ quá, em vẫn quay về đây để... Có thể là không gặp được bố mẹ nhưng mà vẫn bước đi một phần để nhớ bố mẹ. Trong 5 ngày kể từ sau vụ sạt lở đất, hơn 300 người đã được huy động để tìm kiếm và an táng những nạn nhân xấu số. Ổn định tâm lý và cuộc sống cho những người không may mất đi người thân là việc mà chính quyền địa phương hết sức quan tâm lúc này. Chúng tôi đã cử lực lượng tổ chức tuyên truyền chấn an lòng dân để làm sao người dân yên tâm. Cộng đồng chính quyền địa phương cũng đã thăm hỏi, động viên, chấp nối đến các nhà hảo tâm, các cơ quan để làm sao em có một cái cuộc sống ổn định. Các bộ xã, mọi người đã giúp gia đình em tìm thấy tất cả mọi người, những động viên cho gia đình em. Nếu như là không có sự giúp đỡ đó thì không biết là em sẽ ra sao nữa. A Dê hay vợ chồng chị Sùng Thị Trao đều đang sống nhờ tại nhà người thân, trong khi chờ chính quyền đưa ra phương án di rời đến nơi an toàn hơn. Bát cơm ấm nóng bên người thân họ hàng lúc này giúp vơi đi phần nào nỗi đau trong lòng A Dê. Em có dự định là sẽ làm một ngôi nhà cho hai anh em ở rồi tính đi học nghề. Còn đứa em gái còn đang đi học nữa. Bây giờ thì cũng coi như vợ chồng em là bố mẹ của em gái rồi. Nên là vợ chồng em phải tiếp tục cố gắng.